Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp cầu doanh nhân được phát sóng trên kênh HTV9 vào chiều thứ sáu hàng tuần. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân phối hợp thực hiện. Ngay sau đây là một số nội dung nổi bật trong chương trình hôm nay. Sôi động thị trường lịch Tết trước thềm năm 2018. 500 doanh nghiệp tham gia hội nghị xuất khẩu dịch vụ công nghệ thông tin 2017. Thiền, yoga, detox, xu hướng du lịch tiềm năng mới ở Việt Nam. Phần cuối chương trình mời quý vị cùng khám phá mô hình trạm trung chuyển nông thủy sản an toàn qua chuyên mục Kinh tế xanh. Thưa quý vị, từ lâu lịch Tết không chỉ là sản phẩm tiện ích để xem thời gian mà dần trở thành sản phẩm văn hóa, trang trí trong nhiều gia đình Việt. Năm nay, thị trường lịch Tết tại thành phố Hồ Chí Minh khá phong phú, đa dạng về chủng loại và đặc biệt cuộc đua tranh về giá cả diễn ra rất mạnh mẽ. Dạo quanh các nhà sách tại thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm này đang tràn ngập các ấn phẩm lịch Tết 2018 được trưng bày đẹp mắt. Màu sắc chủ đạo trong lịch Tết năm nay là màu đỏ, điểm nhấn vẫn là các sản phẩm chứa đựng tinh thần văn hóa Việt. Giống như mọi năm, lịch blog là phân khúc nóng trong thị trường lịch Tết, khi các nhà in cũng như công ty xuất bản đưa ra hàng loạt sản phẩm có thiết kế bắt mắt, đa dạng nội dung, kích thước, mẫu mã với mức giá từ 200.000 đến 500.000 đồng. Trong khi đó, giá bán các loại lịch để bàn, lịch sổ, bưu thiếp, lịch lò xo không có nhiều thay đổi so với năm 2017. Năm nay thì nhiều mẫu mã như mọi năm thôi. Cách đây mấy năm, những cái đề tài giống như là lịch nói về Bắc Hồ hay là đại tướng Võ Nguyên Giáp, thì hoặc là những cái 365 món ăn của Việt. Cái thời buổi thông tin thì như mà truyền thống á, thì gia đình ai cũng theo lịch hết. Vụ lịch Tết chỉ kéo dài ở 3 tháng cuối năm, nên vì thế càng gần Tết Nguyên Đán, thị trường lịch càng bị cạnh tranh quyết liệt. Theo nhận định của nhiều đơn vị kinh doanh, đến giữa tháng 11, cuộc đua giảm giá lịch sẽ quyết liệt hơn để thu hút sức mua của khách hàng. Vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, Công viên Phần mềm Quang Trung đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, Liên minh các doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm Việt Nam, tổ chức Hội nghị xuất khẩu dịch vụ công nghệ thông tin 2017. Hội nghị ghi dấu ấn với lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Liên minh các doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm Việt Nam và các tổ chức quốc tế, bao gồm Silicon Valley Forum USA, Tổ chức Phát triển Công nghệ Thông tin Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hiệp hội Xúc tiến Công nghiệp thành phố Shonan, Nhật Bản. Lễ ký kết đánh dấu bước khởi đầu cho việc cùng nhau hợp tác và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam ra thị trường thế giới. Nhu cầu của cái lĩnh vực xuất khẩu phần mềm hiện nay là cao, nhưng mà cái vấn đề là nhân lực của trong nước chúng ta tương đối là nó cũng còn khó khăn. Tôi cho rằng đây là cái điểm mà kể cả phía nhà nước lẫn các doanh nghiệp cũng cần phải nỗ lực để chúng ta có một cái nguồn nhân lực không chỉ là nó dồi dào hơn và nó phải chuyên sâu hơn. Trong khuôn khổ, hội nghị tập trung vào việc giới thiệu, quảng bá năng lực của ngành dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam về công nghệ mới, khả năng cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư của Việt Nam với các nước trên thế giới. Nằm trong khuôn khổ Hội nghị xuất khẩu dịch vụ công nghệ thông tin 2017, hội thảo hợp tác ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã diễn ra nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai nông nghiệp công nghệ cao cũng như mở ra nhiều cơ hội hợp tác công nghệ thông tin giữa hai nước. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp bao gồm rất nhiều lĩnh vực, từ khâu quản lý chất lượng cây trồng, vật nuôi cho đến khi sản phẩm tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các doanh nghiệp chỉ mới áp dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp ở giai đoạn đầu và chưa được phổ biến rộng rãi ở các tỉnh thành. Chúng ta thấy là Hoa Kỳ chỉ 1% dân số mà họ làm nông nghiệp, nhưng mà họ nuôi được cả đất nước của họ và họ có phần xuất khẩu qua thế giới. Và chính là cái đó là nhờ không phải chỉ có vấn đề liên quan đến chất lượng của giống, liên quan đến quy trình canh tác, mà nó còn cái phương thức quản lý của họ. Họ đưa những công nghệ mới trong lĩnh vực ứng dụng ICT là sẽ giúp họ nâng cao được cái năng lực quản lý. Theo các chuyên gia, Hoa Kỳ là nước có tiềm năng rất lớn trong việc hợp tác ứng dụng các công nghệ thông tin trong nông nghiệp. Nước ta có thể tiếp cận được những công nghệ mới nhất, hiệu quả nhất mà không phải mất nhiều thời gian để nghiên cứu, giúp cho quá trình sản xuất đạt hiệu quả cao. Thưa quý vị, tại Việt Nam, xu hướng thiết kế bền vững các sản phẩm từ gỗ ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm. Đây là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo Gỗ cứng Hoa Kỳ, xu hướng thiết kế bền vững được tổ chức vừa qua. Trong năm 2016, giá trị xuất khẩu của gỗ cứng Hoa Kỳ qua thị trường Việt Nam đạt mức hơn 200 triệu đô la Mỹ, đứng thứ ba sau Châu Phi và Campuchia.
Tuy nhiên, nhập khẩu gỗ từ Campuchia và châu Phi gặp nhiều rủi ro về nguồn gốc, nên nhu cầu về sử dụng gỗ cứng Hoa Kỳ tại Việt Nam ngày càng tăng mạnh. Theo các chuyên gia, trữ lượng khai thác gỗ cứng tại Hoa Kỳ luôn nhỏ hơn một nửa lượng gỗ có thể cung cấp. Điều đó khiến cho rừng không bị suy giảm mà còn tăng dần. Hoa Kỳ luôn đảm bảo quản lý rừng bền vững và nguồn cung ứng ổn định cho thị trường. Sắp tới thì chính phủ Việt Nam nó sẽ ban hành cái gọi là các cái quy định về kiểm soát lâm sản. Và chúng ta sẽ xây dựng một cái hệ thống nó gọi là VNTLAC, là một cái hệ thống kiểm soát nguồn gốc gỗ. Và cái này áp dụng cho cả nội địa lẫn xuất khẩu. Thì các doanh nghiệp xuất khẩu thì không có mới mẻ gì. Nhưng mà tôi nghĩ là thị trường nội địa thì phải thay đổi để mà thích ứng. Theo các chuyên gia, thị trường nhập khẩu các sản phẩm từ gỗ luôn yêu cầu khắt khe về tính hợp pháp của nguyên liệu gỗ nhằm loại trừ các sản phẩm gỗ không rõ nguồn gốc ra khỏi thị trường. Chính vì thế, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tìm hiểu kỹ những quy định đảm bảo nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và hợp pháp khi xuất khẩu. Văn hóa doanh nghiệp là yếu tố tạo nên linh hồn của thương hiệu và thể hiện sự khác biệt về giá trị của doanh nghiệp. Một thương hiệu tốt không chỉ là tài sản của doanh nghiệp mà còn là tài sản của quốc gia. Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Diễn đàn Văn hóa doanh nghiệp, nền tảng phát triển bền vững do Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vừa qua. Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Trong đó, chủ yếu là đạo đức kinh doanh vẫn chưa được chú trọng đúng mức. Từ thực trạng trên, nội dung chính của diễn đàn đã đi sâu vào các vấn đề như những cách thức để xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tăng tính cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp Việt Nam bằng văn hóa doanh nghiệp và vấn đề của xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong thời công nghiệp 4.0. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà biến động và thay đổi chóng mặt và khôn lường như vậy, thì chúng ta phải có những cái giá trị, có những cái văn hóa và có những giá trị bền vững. Thì văn hóa nền tảng thời 4.0 nó mang trong mình hai đặc tính, tức là phải mang trong mình những giá trị phổ quát và những nguyên lý trường tồn. Và nếu như chúng ta không xây dựng văn hóa bản sắc dựa trên cái văn hóa nền tảng mà chứa đựng những giá trị vượt không gian và vượt thời gian, thì chắc chắn giá trị và bản sắc đó sẽ không bền. Tại diễn đàn, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã công bố bộ tiêu chí văn hóa doanh nghiệp gồm 6 tiêu chí lớn là văn hóa của người lãnh đạo doanh nghiệp, xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp, thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, thực hiện trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh. Đây được xem là cơ sở để Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đánh giá và tôn vinh các doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu trong thời gian tới. Cuối tuần qua, tại lễ tôn vinh doanh nghiệp doanh nhân du lịch tiêu biểu năm 2017, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức, Bến Thành Tourist được vinh danh doanh nghiệp du lịch tiêu biểu do những thành tích và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận nói riêng và ngành du lịch nói chung. Đây là sự ghi nhận và đánh giá cho những đóng góp tích cực của Bến Thành Tourist vào sự nghiệp phát triển du lịch của tỉnh Bình Thuận. Bên cạnh giải thưởng tại Bình Thuận, Bến Thành Tourist liên tiếp được đón nhận các giải thưởng du lịch uy tín trong tháng 10 năm nay. Đơn vị này đang ngày càng khẳng định sự thành công bằng sự phát triển toàn diện và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực du lịch quốc tế, du lịch trong nước, du lịch nước ngoài và du lịch khen thưởng. Du lịch thiền kết hợp nghỉ dưỡng yoga đã phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia có truyền thống Phật giáo như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và nay đã không còn xa lạ với tín đồ du lịch Việt Nam. Hình thức du lịch mới mẻ này đang được đánh giá sẽ trở nên phổ biến bởi con người ngày càng tìm về với thiên nhiên và cần khoảng thời gian thư giãn, tịnh tâm. Hiện nay, không chỉ những người trung niên hoặc cao tuổi du lịch tự túc đến các chùa đình, vãng cảnh, ngồi thiền, nghe giảng đạo, thưởng thức cơm chay, mà nhiều du khách trẻ cũng yêu thích du lịch thiền. Khác với các hoạt động du lịch mạo hiểm hoặc khám phá địa phương, loại hình du lịch này hướng về nội tâm, giúp du khách khám phá bản thân. Khách hàng nghĩ rằng là để mà đi những cái tour nghỉ dưỡng kết hợp chữa bệnh thì cứ phải nghĩ đến những cái điểm đến nổi tiếng. Ở Việt Nam chúng ta hoàn toàn có thể tự tin rằng chúng ta có thể làm được những sản phẩm đấy. Chúng tôi tin rằng là Việt Nam là một vừa là thị trường vừa là điểm đến tiềm năng cho cái hình thức du lịch như thế này. Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 120 thiền viện, trong đó có những cái tên đã khá quen thuộc trong các chương trình du lịch như Chùa Bà Đá, Chùa Trấn Quốc, Hà Nội, Trúc Lâm, Yên Tử, Quảng Ninh, Từ Đàm, Thiên Mụ, Từ Hiếu, Thừa Thiên Huế, Từ Ân, Thiền viện Bồ Đề, Trúc Lâm, Bạch Mã, Đà Nẵng, Trúc Lâm, Phương Nam, Cần Thơ.
nội dung của các chương trình du lịch thiền là tổ chức cho khách tham quan các công trình kiến trúc của đạo Phật, quan sát và tham gia vào cuộc sống sinh hoạt của các thiền sư, thưởng thức và chiêm ngưỡng những nét đặc sắc của các loại hình nghệ thuật thiền như cắm hoa, trà đạo, bonsai, ẩm thực. Thường thì với các chương trình du lịch thiền, yoga và detox sẽ bắt đầu từ lúc sáng sớm. Các du khách sẽ được cùng ăn, cùng ngủ và cùng thiền với nhau. Thì trong những cái chương trình mà yoga thì nghỉ dưỡng đó, thì mọi người sẽ được hít thở, hướng dẫn cách hít thở, tập luyện, rồi thiền để mà cảm nhận những cái nguồn năng lượng mới đó, cảm nhận một cái sức sống mà mình có thể là chưa bao giờ mình trải nghiệm trong đời của mình. Thì khách đã được trải nghiệm những cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe rất đặc biệt như là massage, tắm thực phẩm nóng vào buổi sáng, thiền, yoga và được theo một cái chế độ ăn rất đặc biệt được thiết kế riêng dành cho những khách hàng trong tour này, theo những chế độ dinh dưỡng được các chuyên gia đặt ra và có những cái buổi trò chuyện trao đổi chuyên sâu về chăm sóc sức khỏe để là sau chuyến đi thì mỗi người có được một cái ý thức mới, một cái niềm tin mới và những cái kỹ năng cần thiết để có thể tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình khi trở về sau chuyến đi. Với nhu cầu ngày càng cao của người dân về các giá trị tinh thần, du lịch thiền yoga hứa hẹn sẽ góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của Việt Nam. Đây cũng là hoạt động mà các doanh nghiệp du lịch nội địa nên đẩy mạnh khai thác trong tương lai, khi mà Việt Nam hiện không thiếu các điểm đến đẹp gắn với thiên nhiên, cũng như có một nguồn tài nguyên điểm đến về chùa thiền viện phong phú. Việc kiểm soát chất lượng nguồn gốc sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp bán lẻ nhằm giúp người tiêu dùng an tâm hơn trong việc sử dụng. Chính vì thế, chuyên mục Kinh tế Xanh tuần này sẽ giới thiệu đến quý vị một mô hình trạm trung chuyển nông thủy sản được quản lý chặt chẽ từ khâu sản xuất cho đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng tại MM Mega Market, trước đây là Metro Cash & Carry, hệ thống bán lẻ của tập đoàn TCC Thái Lan. Hiện tại, MM Mega Market đang áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp trong sản xuất và tiêu chuẩn HACCP trong kiểm soát các nguy cơ an toàn vệ sinh thực phẩm tại 3 trạm trung chuyển, gồm trạm trung chuyển rau củ quả tại Đà Lạt, trạm trung chuyển cá tại Cần Thơ và trạm trung chuyển thịt heo tại Đồng Nai. Tại mỗi trạm trung chuyển, đội ngũ kỹ sư nông nghiệp thường xuyên làm việc với từng nông hộ để hướng dẫn nông dân sản xuất theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp từ các yếu tố đầu vào như con giống, cây giống, nguồn nước, đất canh tác, quá trình nuôi trồng đến công đoạn thu hoạch. Cho đến nay, MM Mega Market đang hợp tác với hơn 300 nông dân ở 3 vùng nguyên liệu chính tại Lâm Đồng là Đơn Dương, Đức Trọng và Đà Lạt. Với tổng cộng 250 hectare đất sản xuất rau củ quả đạt chuẩn Việt Gáp,
Tôi đã hợp tác với công ty MM được 10 năm. Với sự hướng dẫn của đội ngũ kỹ sư và quản lý chất lượng của công ty, hiện tại sản lượng của tôi đã tăng lên gấp đôi, rất là ổn định kinh tế của gia đình. Tại trạm trung chuyển Đà Lạt, rau củ quả sau khi nhận hàng sẽ được lấy mẫu kiểm nghiệm trước khi sơ chế, phân phối đến từng trung tâm, và đây là một trong những trạm trung chuyển đạt tiêu chuẩn HACCP tại Việt Nam. Tiếp nối thành công từ dự án rau củ quả tại Đà Lạt, năm 2011, MM Mega Market Việt Nam đã xây dựng dự án cung cấp thủy hải sản sạch tại Cần Thơ. Khác với các trang trại rau, vùng nuôi các loại thủy hải sản trải dài toàn bộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giúp công ty đa dạng các loài và chủng loại thủy hải sản. Hiện công ty đang hợp tác với nông dân từ các tỉnh như Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Tiền Giang với hơn 400 mặt hàng thủy hải sản. Từ lúc làm ăn với lại công ty Mega Market Việt Nam đến nay, từ cái khâu cá giống đến khâu thu hoạch tôi đều ghi chép sổ sách đầy đủ. Ban đầu thì có những lúc nó khó khăn, nhưng sau này nó trở thành thói quen. Việc tuân thủ như vậy là giúp cho tôi đảm bảo cái nguồn cá sạch, an toàn và làm ăn lâu dài với lại công ty. Trạm trung chuyển thủy sản của công ty đang vận hành là mô hình tiêu biểu của dự án hợp tác công tư giữa MM Mega Market với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nhằm thiết lập chuỗi cung ứng cá tươi chất lượng cao cho thị trường Việt Nam và gia tăng giá trị các sản phẩm nông nghiệp. Hiện nay, trạm trung chuyển thủy sản cung cấp hơn 70% lượng thủy sản cho 19 trung tâm MM với sản lượng gần 2.000 tấn mỗi năm. Năm 2017, MM Mega Market hợp tác cùng nông dân Đồng Nai thuộc dự án Lipsap nuôi heo theo tiêu chuẩn VietGAP. Trong giai đoạn đầu, 400 hộ chăn nuôi đang cung ứng cho các trung tâm của MM Mega Market hơn 200 tấn mỗi tháng. Dự kiến trong 3 năm tới, công ty sẽ tăng gấp đôi sản lượng tiêu thụ trên toàn hệ thống. Mới đầu ra ổn định, tôi yên tâm đầu tư xây dựng chuồng trại, tập trung vào kỹ thuật chăn nuôi, đảm bảo chất lượng thịt theo tiêu chuẩn VietGAP. Không chỉ kiểm soát chất lượng trong chăn nuôi, trong suốt quá trình giết mổ và vận chuyển, MM Mega Market Việt Nam luôn đảm bảo độ tươi sống và an toàn cho sản phẩm bằng các thiết bị hiện đại và các xe tải chuyên dụng. Tại các điểm nhận hàng, đội ngũ kiểm soát sẽ một lần nữa kiểm định chất lượng bằng việc truy xuất biểu đồ ghi nhiệt độ trong xe tải chuyên dụng, đảm bảo trong khoảng từ 2 đến 4 độ C và kiểm tra chất lượng thực phẩm trước khi phân phối đến khách hàng. Đặc biệt, trên từng sản phẩm đều có tem truy xuất nguồn gốc. Khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra mọi thông tin nơi sản xuất, ngày thu hoạch, chương trình sản xuất. Chúng tôi hiểu rằng, sản phẩm có an toàn hay không liên quan rất lớn đến quá trình hình thành sản phẩm. Do đó, trong hơn 10 năm, chúng tôi đã đầu tư phát triển nhiều vùng nguyên liệu tập trung, xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng từ trang trại đến bàn ăn, và đồng hành cùng nông dân Việt Nam phát triển nguồn thực phẩm sạch cho thị trường Việt Nam. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu đối với người tiêu dùng. Chính vì thế, các doanh nghiệp cần nhân rộng mô hình trạm trung chuyển nông thủy sản an toàn, không chỉ giúp người tiêu dùng an tâm, đồng thời giúp cho người nông dân nâng cao chất lượng nông thủy sản, đảm bảo được đầu ra cho sản phẩm. Rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ nhịp cầu doanh nhân@gmail.com. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.